Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, mình là Hùng Review đây. Và hồi nãy thì mình có lướt Lazada và mình đã tìm được một con điện thoại phải gọi là ngon vãi chưởng luôn các bạn ạ. Đây là con Redmi 10. Cái đợt thời điểm mà nó mới mở bán ấy, giá khoảng tầm gần 5 củ khoai. Và thời điểm đó thì mình liệt kê con Redmi 10 5G này vào những con điện thoại không đáng mua nhất. Tuy nhiên sau khoảng tầm 6-7 tháng gì đấy thì con Redmi 10 5G bây giờ nó giảm giá chỉ còn khoảng tầm là 2,7-2,8 triệu mà thôi. Và mình thấy rằng là với mức giá như này, anh em không quất thì phải nói thật luôn là quá phí. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là với con Redmi 10 5G này nó có cái gì, và với mức giá khoảng tầm là 2,7-2,8 triệu thì con này nó mang lại cho người dùng những gì nhá. Ok, trước khi bắt đầu video thì đường link mua hàng của con Redmi 10 5G này thì mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này. Anh em có thể thấy rằng là hiện tại nó đang được bán ở trên Lazada, được bán bởi shop Hoàng Hà Mobile, bán online với mức giá là 2,890 triệu cành mà thôi. Và chưa kể là áp những cái voucher giảm giá này, áp voucher hoàn tiền này. Cái mức giá sau cùng nó rẻ lắm anh em ạ. Còn bây giờ đi vào nội dung chính nhá. Với con Redmi 10 5G thì thực sự luôn ấy, con này nếu trong cái tầm giá khoảng tầm 2,8 củ, gần như là vô đối về phần cấu hình luôn anh em ạ. Redmi 10 5G thì nó được trang bị con chip là Dimensity 700. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong của nó sẽ là 64GB. Thì với con chip Dimensity 700 này thì mình tin rằng là hiệu năng của nó cũng phải gọi là mạnh tương đương hoặc là mạnh gần bằng con chip Helio G99. Nói chung là tầm đó nha. Tại vì năm ngoái mình có rồi review một vài con chip Dimensity 700 ấy, thì cái điểm số của nó đạt được khoảng tầm là sấp xỉ 300.000. Và nếu như bây giờ lên phiên bản AnTuTu Verde 10 thì nó cũng sẽ sấp xỉ khoảng tầm 400.000 điểm. Đấy, nó có một số điểm rất là cao. Và với phiên RAM ROM của nó trong phân khúc thì có phải là không cao lắm, nhưng mà cơ bản thì mình thấy cũng được rồi. Đó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Nếu như mà có RAM 4GB, bộ nhớ trong 128 thì sẽ ngon hơn. Tuy nhiên thì con này nó vẫn có cái hay, nó vẫn hỗ trợ chúng ta cái mở rộng thẻ nhớ. Nên là nếu như anh em cảm thấy rằng là cái 64GB này nó chưa đủ thì anh em có thể là mở rộng thêm bằng một cái thẻ nhớ bên ngoài, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể có một cái trải nghiệm sử dụng nó ngon hơn. Ngoài ra với con Redmi 10 5G này thì mình thấy rằng là cái phần trải nghiệm về phần hiệu năng của nó, cái phần chơi game của nó trong tầm giá thì cũng gần như là trùm rồi. Tại vì con chip mà gọi là cao nhất các bạn có thể tìm được trong tầm tiền đó là con chip Helio G85 mà, hoặc là tầm như con Zutok T606, thì con này với con chip là Dimensity 700 thì nó mạnh hơn rất nhiều. Phải mày nói là mạnh hơn còn tầm 30%, thậm chí là mạnh hơn nhiều hơn nữa. Và em này chơi Liên Quân được, chơi Free Fire được, và thậm chí là anh em chơi PUBG trong thời điểm hiện tại là vẫn được luôn anh em nhé. Với con này thì nó được trang bị màn hình IPS LCD 6.58 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus, tần số quét con này cũng sẽ là 90Hz. Thì các bạn thấy không, đại đa số những chiếc máy có trong cùng phân khúc nha, nó chỉ có màn hình là HD thôi, tần số quét cao là 90Hz thôi, con này có màn hình Full HD cũng là một cái điểm cộng cực kỳ lớn rồi. Mặc dù nó sử dụng màn hình giọt nước nhưng không sao, điểm này chúng ta có thể hoàn toàn chấp nhận được. Cái quan trọng nhất ở đây là nó đủ to, nó đủ nét và nó đủ mượt cho anh em. Còn về mặt thiết kế thì với con Redmi 10 5G này, thiết kế của nó mình thấy rằng khá là giống con Redmi Note 11T Pro. Đó, cụm camera 50 chấm đặt ở mặt sau, rồi chúng ta sẽ có thêm cả cái camera macro là 2 chấm ở phần mặt sau nữa. Nói chung là cụm camera kép, nhưng mà cái quan trọng là cái hay dùng nhất của chúng ta thế là cái camera chính 50 chấm. Nói chung là với cụm camera này thì nó tương đồng với một số dòng điện thoại của nhà Xiaomi trong phân khúc thậm chí là cao tiền hơn, như là con Poco M5, như là con Redmi 12, hoặc là một vài dòng điện thoại của nhà Xiaomi thì nó cũng sử dụng nguyên cảm biến này. Thì mình thấy rằng là cái chất lượng của nó trong phân khúc thì không quá tệ và cũng không phải là quá cao. Ngoài ra thì với em này sẽ được trang bị viên pin là 5000 mAh. Điểm cộng ở đây là có cổng sạc Type-C và chúng ta cũng sẽ có là sạc nhanh tận là 18W. Thì mình thấy rằng là với cái option là pin 5000 sạc nhanh 18W trong cùng phân khúc là một cái option có thể chấp nhận được. Nó đương nhiên là loa thì vẫn sẽ là loa đơn rồi. Tóm gọn này, với con Redmi 10 5G này thì cái mức giá của nó phải gọi là quá rẻ, chỉ loanh quanh khoảng tầm 2,8 triệu cho anh em có một chiếc điện thoại hàng chính hãng bảo hành 18 tháng này. Đó, rồi các bạn có một cấu hình cực kỳ ngon, Dimensity 700, RAM 4, bộ nhớ trong 64, màn hình Full HD, tần số quét cao 90Hz, pin 5000, có sạc nhanh, thì mình tin chắc rằng đây là một trong những cái lựa chọn, một cái option mà gần như ngon nhất anh em có thể tìm thấy rồi. Và nếu như các bạn nào quan tâm về phần cấu hình, màn hình và pin thì nên chốt con điện thoại này nhé. Và ngoài ra thì một yếu tố mà mình quên nhắc, đó là đây cũng là một trong những con điện thoại 5G hàng chính hãng mà rẻ nhất anh em có thể tìm thấy được. Ok, anh em nghĩ sao về con Redmi 10 5G? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì nội dung của mình cũng xin dừng lại tại đây. Hy vọng để lại một like và subscribe nếu mình cung cấp đến thông tin hay ho và cũng như là giới thiệu cho anh em một con điện thoại ngon lành để anh em dùng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.